Xin kính chào các bạn và các em đến với kênh Sử Ký Chuyện để cùng nhau tìm hiểu về lịch sử trung học cơ sở. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái lịch sử địa phương ở An Giang. Đấy, cái chủ đề thứ hai đó là An Giang thời kỳ Dương Bắc Phù Nam. Giờ quan sát cái hình ở bên dưới, hình đây là hình cái ngọn núi, thì biết đây là cái ngọn núi nào hay không? Rồi cái hình ở bên phải thì đây là một cái di tích lịch sử được tìm thấy ở xung quanh cái chân núi này. Thì đây chính là cái ngọn núi Ba Thê, còn đây là chính là cái di tích ở Gò Cây Thị. Nó gắn liền với một cái nền văn hóa mà ta gọi đó chính là nền văn hóa Ốc Eo. Mà nền văn hóa Ốc Eo sẽ hình thành ở vào cái thời gian nào, phát triển ra sao thì nó sẽ đi vào phần nội dung. Di tích văn hóa Ốc Eo trên đất An Giang thì chúng ta nói về cái văn hóa Ốc Eo ở Việt Nam trước. Về văn hóa Ốc Eo, đây là một cái nền văn hóa cổ hình thành và phát triển ở Nam Bộ Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy sau Công Nguyên. Thì đây là một cái nền văn hóa lớn trong lịch sử của Việt Nam chúng ta, là bên cạnh văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh ở phía Nam thì có cái văn hóa Ốc Eo gắn liền với đất nước, con người ở vùng châu thổ hạ lưu của sông Mekong và có quan hệ mật thiết lịch sử Đông Nam Á cổ đại. Đây, còn đây vị trí của cái di tích văn hóa Ốc Eo, xung quanh đó là những cái chấm đỏ, là những cái nơi mà có phân bố cái nền văn hóa Ốc Eo ở khắp vùng Nam Bộ, thấy khắp vùng Nam Bộ luôn. Thì Ốc Eo vốn tên này tên của một cái rọ đất ở trên cánh đồng phía đông nam cái núi Ba Thê, ngày nay thuộc cái thị trấn Ốc Eo, huyện Hòa Sơn, tỉnh An Giang. Đây là cái nơi đầu tiên tìm thấy được những cái di chỉ quan trọng của nền văn hóa này vào năm 1944. Thì văn hóa Ốc Eo đây là cái nền văn hóa bản địa gắn liền với sự tồn tại của Nam, một cái vương quốc hùng mạnh ở Đông Nam Á lúc bấy giờ. Phạm vi phân bố là văn hóa này nó rất là rộng khắp là Nam Bộ Việt Nam mà có ảnh hưởng sang cả là các nước Đông Nam Á khác, ví dụ như là Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Malaysia. Tại Nam Bộ thì nhiều di tích văn hóa eo được tìm thấy các tỉnh ví dụ như thấy là An Giang đã, rồi Kiên Giang, An Giang nè, Kiên Giang nè, Đồng Tháp nè, rồi Đồng Tháp này, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, hồ thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, cái Đồng Nai, đúng không? Và đặc biệt nhất là cái khu vực mà Ốc Eo Ba Thê, thuộc Thoại Sơn, An Giang được xem đây là cái trung tâm của nền văn hóa Ốc Eo. Nha. Đây rồi cái bản đồ phân bố của văn hóa Ốc Eo khắp các tỉnh ở các quốc gia ở Đông Nam Á, là Campuchia, đúng không? Thái Lan, Myanmar, cả Malaysia bằng như đây. Thì tôi nói về cái di tích Ốc Eo này đã được khai quật đầu tiên bởi nhà khảo cổ người Pháp Louis Malaret năm 1944. Đây là cái nhà khảo cổ học có công khai phá cái di tích Ốc Eo này, cái văn hóa Ốc Eo này. Đây là hình ảnh của những người dân khai quật vào năm 1944. Lưu giữ đến ngày nay. Phát lộ ra những cái tường móng này nè. Đây là cái địa điểm mà Gò Cây Thị. Lúc nãy người ta thấy trên hình đó, lúc này mới có khai quật thôi. Sau này ta mới làm cái cắt nhà rồi để bảo quản lại. Hình ảnh những người nhân công nhân đang đào. Còn về phạm vi phân bố của nó thì mình thấy là văn hóa Ốc Eo là một trong các nền văn hóa mà bản địa cổ xưa trên Việt Nam. Phạm vi phân bố văn hóa Ốc Eo rộng khắp mà Campuchia, Thái Lan, Myanmar và một phần của Malaysia hiện nay. Còn về ở Việt Nam ta thì nó tại Nam Bộ thì nhiều di tích văn hóa Ốc Eo được khai quật ở các nơi như là An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Thì trong đó cái trung tâm của nó là cái nền văn hóa Ốc Eo người ta đã vừa tìm hiểu rồi. Eo thì nói về cái sự phân bố của nền văn hóa Ốc Eo An Giang. An Giang thì chỉ văn hóa Ốc Eo này được khai quật ở nhiều nơi trên địa bàn An Giang. Chúng ta nhìn vào trên nhiệt độ thấy những cái chấm đỏ, những cái chấm đỏ đỏ nơi mà phân bố được. Ha. Thì chúng ta thấy ví dụ như là ở vùng núi thì có như là Ba Thê ở đây, khu vực Ba Thê ở đây, Eo Ba Thê này, không núi Sập, đây rồi hay là núi Sam ở chỗ đó, đúng không? Còn ở vùng đồng bằng thì chúng
Thấy là có gì dòng cát, dòng sồi ở ấp eo, đúng không? Eo vừa có núi vừa có đồng bằng luôn ha. Nó gọi là Định Mỹ, Trạch Đá, Cung Thọ Sơn hay Lò Mo ở Châu Phú, đúng không? Vân vân, nhiều nơi khác nữa. Đây là những cái hình ảnh mà cái khu di tích ấp eo hiện nay nè. Có cái diện tích khoảng 450 hecta được xây dựng theo cái hình chữ nhật với 5 đến 6 cái bờ thành hào nước bao quanh. Có khoảng 40 cái di tích kiến trúc được xây dựng bằng đá, gạch, cát, đất sét là theo kiểu kiến trúc Hindu giáo và Phật giáo. Thì đến năm 2020 trên địa bàn An Giang đã phát hiện được 84 cái di tích thuộc nền văn hóa ốc eo. Và trong đó có 4 cái di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, nhưng mà có một cái di tích là quốc gia, 4 cái di tích cấp tỉnh, 75 cái di tích chưa xếp hạng. Và sắp tới đây đang làm hồ sơ để trình UNESCO công nhận di tích cái văn hóa eo trở thành di sản văn hóa thế giới. Còn đây là những cái hiện vật, những cái tìm thấy, đúng không? Thì thấy rằng là các di vật di chỉ của nền văn hóa eo được khai quật hết sức phong phú về cái loại hình và đa dạng về chất liệu, từ những vàng rồi bằng đá, đồ đồng, đồ sắt, nền móng, mộ cổ. Nhiều loại hình cái di chỉ của nền văn hóa eo được phát hiện như là di chỉ tôn giáo, đây những nơi thờ tự nè, rồi di chỉ cư trú, nền móng nơi ở, rồi di chỉ kiến trúc, mộ táng. Đặc biệt là các di tích kênh đào cổ, đường nước cổ đã đem đến những cái hiểu biết rõ nét hơn về diện mạo của nền văn hóa ốc eo và cái Dương Quốc Phù Nam. Đó là ta vừa tìm hiểu sơ lược về cái di tích văn hóa ốc eo trên vùng đất An Giang. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái Dương Quốc Phù Nam. Sự ra đời của nền văn hóa ốc eo này nó dẫn đến sự ra đời của một cái Dương Quốc, đó là Dương Quốc Phù Nam. Thì thay vào thế kỷ thứ nhất thì trên địa bàn Nam Bộ nay đã xuất hiện cái Dương Quốc cổ với cái tên gọi là Phù Nam. Đó. Thì cái Dương Quốc này không ngừng lớn mạnh như ta nói, rồi cái địa bàn của nó từ bao gồm khắp cả cái gì Vùng Nam Bộ Việt Nam, người là ảnh hưởng sang Campuchia, là Thái Lan, Malaysia, cả Myanmar, phải không? Đó. Thì trước đây á, thì theo truyền thuyết á, thì nước này do một cái vị nữ vương tên là Liễu Diệp cai trị tại phía Nam, thì có nước Khích và Bắc Dương là Hoộng Điền. Ông ta chiêm bao và theo lời chỉ dẫn của thần đã cỡ thuyền ra biển và đi về hướng Phù Nam, thì nữ vương Liễu Diệp đã cho quân ra tấn công nhưng thua trận và phải xin hàng. Sau đó Hoộng Điền mới cưới ra Liễu Diệp và từ đó hai người đã cai trị cái Dương Quốc Phù Nam. Thì từ thế kỷ thứ hai đến thế kỷ thứ sáu thì Phù Nam đã trở thành một cái đế chế hùng mạnh với một cái lãnh thổ mở rộng và phát triển về mọi mặt, đặc biệt là cái lĩnh vực thương mại buôn bán. Và bước sang thế kỷ thứ bảy thì Phù Nam bắt đầu suy yếu dần. Rồi đến giữa thế kỷ thứ bảy thì Phù Nam nó là bị Chân Lạp thôn tính. Đến kỷ thứ bảy thì Phù Nam bắt đầu bị Chân Lạp ở đây, họ bắt đầu họ kéo quân xuống, họ tấn công Phù Nam. Thế Phù Nam lúc này do là vấn đề mà nước biển có sự thay đổi, rồi buôn bán không còn thịnh vượng, không còn phát triển như trước nữa, thì người ta không thể nào mà cho nên Dương Quốc nó bị suy yếu, rồi dẫn đến nhiều những cái cuộc mà tranh chấp ngôi vị giữa các hoàng tộc đây, dẫn đến đất nước suy yếu. Như vậy thì Chân Lạp rồi họ mạnh lên, Chân Lạp của người Khmer rồi họ mạnh lên, rồi họ đem quân họ tấn công cái Phù Nam, và Phù Nam bại trận. Rồi sau đó thì người Chân Lạp ấy họ không thể nào mà sinh sống được ở cái vùng Nam Bộ này, chúng thấy cho cái điều kiện họ trước đây họ sinh sống ở cái vùng cái vùng Chân Lạp á, thì thấy là họ cái vùng đất họ cũng cao ráo hơn, dễ canh tác hơn. Còn cái vùng Phù Nam á, thì nó là nhiều cái đầm lầy, nó khó là sinh sống hơn, cho nên là coi như sau như họ chiếm được cái Phù Nam rồi họ lại không có sinh sống gì cả. Sau khi mà tàn phá kinh thành rồi thì như họ rút về họ Chân Lạp họ sinh sống, cho nên lúc này họ Chân Lạp được chia thành hai là Thủy Chân Lạp và Thổ Chân Lạp, hay gọi là Lục Chân Lạp. Thì chúng ta nói về thứ ba, coi đời sống kinh tế văn hóa xã hội của người Phù Nam sống như thế nào. Thấy về kinh tế này
Thì nông nghiệp thì họ tạo nên một cái nền nông nghiệp chủ đạo là cây lúa giống như người Việt thôi. Thì bên cạnh đó Việt Nam còn trồng nhiều cái loại cao khác, ví dụ như là mít, dừa, cao, chuối, trồng mía, trồng nhiều cái loại cây. Ngày nay luôn ở Nam Bộ ta đều tìm thấy hết. Đây đây là cánh đồng Bà Thề. Còn bây giờ họ cũng bên cạnh đó thì họ cũng có chăn nuôi thêm những cái trâu bò lợn gà heo đúng không, đấy để mà gia tăng thêm nguồn thức ăn. Thứ hai là trên cái lĩnh vực là sản xuất thủ công nghiệp thì em thấy với những cái mà đồ mà ta tìm thấy được thì người ta thấy là gì, người Phù Nam này đã biết sản xuất rất là đồ gốm rất là giỏi, như là sản xuất gốm, ngói, gạch, đồ gỗ, những cái tượng thờ, vật thờ, đồ trang sức bằng kim loại hay là chuỗi con dấu, chứng minh sự phát triển của thủ công nghiệp ở Phù Nam. Thấy đây vàng chế tác trang sức gốm, đây những tượng Phật này là bằng gỗ nguyên khối. Đây là ngói dùng để trang trí, đồ ngói với trang trí. Đây là cái kỹ thuật lợp mái nó được tìm thấy ở An Giang. Thì bên cạnh nghề làm gốm thì nghề làm gạch ngói thì sự kiện muộn hơn như lại đóng góp cái vai trò quan trọng vào sự phát triển của cái nền văn minh đô thị ở cái thời đại ốc eo. Tiếp theo thì nói về ngoài ra đó thì họ để phục vụ cho cái đời sống thì họ còn làm thêm những nghề như là nghề mộc, nghề đóng thuyền, dệt vải, điêu khắc, luyện kim hay làm đồ trang sức. Đây là những cái tượng Phật hay là bằng gỗ được tìm thấy tại ốc eo. Đó là những cái đây là những cái đồ trang sức, những vòng đeo tay bằng vàng hay chiếc nhẫn vàng, đây con dấu ha. Rồi những di chỉ khảo cổ được tìm thấy tại các di chỉ cho thấy cái trình độ tay nghề của thợ kim hoàn Phù Nam, họ là chế tác ra những cái sản phẩm vô cùng tinh xảo đẹp, nhất là những cái đồ trang sức. Trên lĩnh vực thương nghiệp thì sự phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp và thủ công nghiệp đã thúc đẩy cái hoạt động buôn bán rất là phát triển, như là ốc eo là sớm mà trở thành cái cảng thị phát triển của Phù Nam. Hoạt động buôn bán được đẩy mạnh ở trong nước và ra cả bên ngoài. Từ cảng thị ốc eo, đền chùa thì người Phù Nam đã tiến hành giao thương với Ấn Độ, rồi Trung Hoa, Ba Tư, Hy Lạp, Ra Mạc. Đây, đây cái ốc eo ở đây. Đang đây. Rồi những cái kênh đào cổ như là họ giao lưu buôn bán với rất nhiều nước trên thế giới. Tôi thấy đây là cái Biển Đông dùng ốc eo là một cái thương cảng chính của cái vùng hương liệu ở Đông Nam Á, nằm trên cái con đường gia vị thấy đi từ Trung Quốc không sang giao lưu với Ấn Độ vậy, thì đi ngang ốc eo giống như là một cái trung chuyển. Điều đó ta khẳng định được tại sao ốc eo là cái buôn bán được trên giới, ta tìm thấy được rất nhiều đồ của các nước trên thế giới, ví dụ như gương thời Đông Hán được tìm thấy ốc eo Ba Thê nè, hay là gạch Ấn Độ cũng được tìm thấy ở Ba Thê, rồi đồng tiền của La Mã cũng được tìm thấy ở trong cái di tích ốc eo. Đúng không? Như vậy thấy qua suốt 7 thế kỷ tồn tại thì Phù Nam đã tạo dựng được một cái nền kinh tế rất đa dạng và phát triển, góp phần đưa cái Dương quốc này trở thành một cái đế chế hùng mạnh ở Đông Nam Á. Rồi về văn hóa xã hội, nói về kinh tế về tới văn hóa xã hội, đồ trang sức đẹp thì cư dân Phù Nam có cái nước da đen, tóc xoăn, mặt tròn, mũi ngắn, họ búi tóc, vẽ mình, đi chân đất. Người Phù Nam có trang phục khá là đơn giản. Thấy phụ nữ thì đa phần họ sẽ là mặc váy phần trên để trần hoặc là phủ kín, còn đàn ông thì đóng khố ngắn là phần trên để trần. Cả nam lẫn nữ đều đeo nhiều cái đồ trang sức, nhiều cái bùa chú. Đó là cái văn hóa. Về thức ăn thì chủ yếu họ ăn thì giống như chúng ta bây giờ thôi. Lúa gạo và các loại rau thịt cá. Đâu, nhà thì họ nhà sàn bằng gỗ lợp lá hoặc là ngói. Không, đây là những cái cọc cái đời xưa các nhà không, mình hay gọi những cái nóng nhà. Không, giờ ta tìm thấy nhà sàn. Rồi đời sống tinh thần họ có những cái trò chơi dân gian như đá gà, nuôi chim thú và các loại hình ca múa nhạc chạm chỗ đi khắc rất phát triển. Đây là họ cải tượng đá mà các vũ công hôm đang làm múa họ tạc lại.
Ô và ngày rồi họ biết là gì chạm chỗ điêu khắc hồi những cái đá này thấy điêu khắc những cái tượng Phật ở đây trông rất lớn rất đẹp tinh xảo, và ngày nay thì những cái điệu múa của người phù Nam cổ đang được là các nhà khoa học nghiên cứu và phục dựng lại. Đây là họ đang phục dựng lại rồi đời sống tinh thần này mình mới nói rồi phải không. Theo là cái về tôn giáo thì họ theo hai cái tôn giáo của Ấn Độ, đó chính là Phật giáo và cái Hindu giáo. Chúng ta khẳng định điều này thì người ta tìm thấy được rất nhiều những cái tượng Phật bằng gỗ ở thế kỷ thứ năm là được khai quật tại Ốc Eo, hay là những cái tượng thần Vishnu của đạo Hindu. Đấy là những cái minh chứng khẳng định là họ sẽ chịu ảnh hưởng của Phật giáo, Hindu giáo của Ấn Độ. Còn về người phụ nam thì cũng bên cạnh đó họ có những cái tục như thờ cúng thần linh. Đúng không? Rồi cách mai táng thì họ có bốn cái cách, ví dụ như là hỏa táng, thủy táng, thổ táng, điện táng. Đây là những cái tượng Phật, đây là tượng bà chúa xứ Sam, đây là tượng Phật của cái đạo Hindu, còn đây là cái mộ táng của người phụ nam. Đó. Về chữ viết, chữ viết là trên cái cổ vật bằng vàng đó, người ta phóng to ra đó thì chúng ta thấy là chữ viết của họ là nó giống như là cái gì, có một gốc từ cái chữ phạn của Ấn Độ, văn sát tác, văn chương, thơ ca đa dạng về cái loại hình và cái nội dung. Đó, đây chữ viết của họ. Còn về xã hội thì nói xã hội có ba cái tầng lớp chính như là quý tộc, bình dân và cuối cùng là những người nô tỳ. Thì như vậy thấy từ rất sớm trên địa bàn An Giang là nói riêng và trong khu vực Nam Bộ nói chung đã tồn tại nên một cái dương quốc rất là hùng mạnh, đó chính là dương quốc Phù Nam. Thì trong quá trình tồn tại và phát triển thì cư dân Phù Nam đã có sự cộng cư giao thoa với các nền văn hóa khác, góp phần tạo nên cái bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thì tóm tắt lại như thế này thôi, văn hóa Eo, văn hóa Phù Nam. Đây, văn hóa Eo thì nó gắn liền sự ra đời của vương quốc Phù Nam, thời gian tồn tại từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy. Rồi phạm vi phân bố văn hóa Eo thì rộng khắp, lan tỏa ảnh hưởng đến các nước ở Đông Nam Á như là Campuchia, Thái Lan, Myanmar và một phần Malaysia hiện nay. Đây. Rồi về tại Nam Bộ á, thì văn hóa Eo được khai quật ở nhiều tỉnh khu vực Nam Bộ nè, đặc biệt nhất là cái trung tâm của nó chính là cái ở cái thị trấn Ốc Eo Sơn An Giang. Rồi về cái An Giang thì cái địa điểm cái vụ dòng pháp eo được tìm thấy ở nhiều nơi trong tỉnh An Giang đó. Rồi kêu mình anh nêu những cái chính về đời sống kinh tế của cư dân Phù Nam. Nông nghiệp thì trồng lúa và nhiều loại cây ăn trái, chăn nuôi, đúng không? Và thủ công nghiệp thì biết làm gốm, làm gỗ, điêu khắc, làm đồ trang sức, đóng thuyền rồi đó, luyện kim rồi. Thương nghiệp thì nói chung là Ốc Eo sớm trở thành thương cảng thị phát triển, rất phát triển, giao lưu buôn bán với nhiều nước trên thế giới. Như vậy thì suốt qua 7 thế kỷ tồn tại thì Phù Nam đã tạo dựng được một cái nền kinh tế rất đa dạng, phát triển góp phần đưa giữa Phù Nam trở thành cái đế chế hùng mạnh ở Đông Nam Á. Rồi văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến Phù Nam ở những lĩnh vực nào thì thấy là về tôn giáo đó, thì Phật giáo và Hindu giáo. Còn về chữ viết thì có nguồn gốc từ chữ phạn của Ấn Độ, đúng không? Rồi các tượng là điêu khắc, đúng không? Còn về cái phần hiện dụng thì hãy giới thiệu cái di tích khảo cổ là nhập hóa eo địa phương mà em được biết, cái nêu cảm nhận của em về cái dương quốc Phù Nam và cái dấu ấn của nó trên mặt An Giang, đúng không? Thì nói chung thì em học này em thấy rằng là trên An Giang ta thì ngay từ kỳ thứ nhất kỳ thứ bảy đã tồn tại là một cái dương quốc, nó dương quốc Phù Nam. Sau này dương quốc này mới bị người Chân Lạp họ thôn tính, nhưng mà do cái điều kiện địa hình đó, thổ nhưỡng đó, họ không thể sinh sống được, cho nên là họ đã rút về Chân Lạp để mà sinh sống. Thì Phù Nam lúc đó là gì, bắt đầu rơi vào quên lãng, bắt đầu họ không còn con người sinh sống nữa, bắt đầu rơi vào một sự hoang vắng. Và đến thế kỷ thứ khoảng 15, 16 thì người Việt chúng ta mới đầu vào đây khai phá, không? Và dần dần chúng ta thông qua những nhiều cái giải pháp hòa bình trên miền Bắc này thì chúng ta đã làm chủ cái vùng đất này, và chúng ta đã sinh sống đến ngày hôm nay. Thì nội dung bài học này là kết thúc. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Kính chào.
Và các em nhớ bấm like, share, chia sẻ, và có gì không hiểu thì comment phía dưới nha. Rồi chào các em.